Bạn có biết, Nhật Bản có tới hơn 600 trường Nhật ngữ, nhưng chỉ một trong số đó thuộc top 3% các trường uy tín. Bạn đã nghe về DIUJ, trường Nhật ngữ hot nhất Tokyo chưa? DIUJ hay Học viện Nhật ngữ trực thuộc Đại học Quốc tế Tokyo được thành lập năm 1987, là một trong 3 trường Nhật ngữ uy tín có lịch sử đào tạo lâu đời nhất thành phố Tokyo. Không chỉ đơn thuần là trường đào tạo tiếng chuyên sâu cho du học sinh quốc tế, mà DIUJ còn là nơi tạo bước đệm cho nhiều học sinh sinh viên học lên các chương trình cao đẳng đại học tại Nhật. Cùng khám phá lý do khiến DIUJ được đánh giá là trường Nhật ngữ hot nhất thành phố Tokyo nhé. 1. Tỷ lệ đỗ COE cao. DIUJ là một trong số ít những trường Nhật ngữ có tỷ lệ học viên đỗ COE cao nhất Nhật Bản. 2. Chế độ tiến cử lên đại học linh hoạt. DIUJ có những đặc quyệt mà không phải trường Nhật ngữ nào cũng có, chính là chế độ tiến cử thẳng lên đại học mà không cần phải tham gia bất kỳ kỳ thi sát hạch nào. Một số trường đại học liên kết với DIUJ bao gồm Đại học Quốc tế Tokyo, Đại học Văn hóa, Đại học Kinh tế Tokyo và nhiều trường đại học cao đẳng khác. 3. Chương trình học phong phú. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Nhật chuyên sâu, DIUJ còn cung cấp nhiều chương trình học phù hợp với mục đích của học viên, bao gồm khóa học tiếng Nhật A, chương trình sơ cấp, khóa học tiếng Nhật B, hệ thống học ngắn hạn, chương trình đào tạo ngắn hạn và khóa luyện thi đại học. 4. Vị trí đắc địa di chuyển thuận lợi. DIUJ nằm tại khu vực Shinjuku, trái tim của thủ đô Tokyo. Shinjuku là một trong 23 phân khu đặc biệt, đồng thời được coi là trung tâm hành chính của thủ đô Tokyo. Ngoài ra, nơi đây còn là khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Tokyo, với hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, vô cùng tiện lợi cho việc đi lại. 5. Nhiều chương trình học bổng. Mỗi năm, DIUJ luôn có những suất học bổng giá trị dành cho những học sinh có thành tích học tập tốt trong trường, như học bổng đầu vào 100.000 yên, học bổng khuyến khích 20.000 yên trên tháng, học bổng Kasumikai 50.000 yên, học bổng Takayama 60.000 yên trên tháng, học bổng Asia Sogakukai 100.000 yên trên tháng, học bổng Kyoritsu 60.000 yên trên tháng. 6. Tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho học viên. Song song với việc học tập, DIUJ còn tổ chức nhiều hoạt động tập thể bổ ích cho học viên như tham gia các hoạt động tiếp đón các đoàn nguyên thủ quốc gia nhằm giúp du học sinh có cái nhìn khách quan về quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa các nước, hoạt động chạy tiếp sức, hoạt động dã ngoại, hoạt động bóng chày, các lớp học văn hóa và hàng ngàn hoạt động bổ ích khác mỗi năm. Nếu bạn quan tâm và mong muốn trải nghiệm môi trường học tập tại DIUJ thì hãy liên hệ với số hotline 0982 014 138 hoặc truy cập website www.duhocvietnhat.edu.vn để được tư vấn ngay nhé.